Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hậu ồn ào cá nhân, Ngọc Trinh dần chăm chỉ cập nhật cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân. Cô khoe nhan sắc ở tuổi 34 với bộ ảnh sắc trắng tinh khôi cùng dòng trạng thái gây chú ý. Mọi phiền lo giang dở rồi sẽ hóa tan thành mây. Ai cũng biết đến Ngọc Trinh là một người mẫu không ngại cởi, ngại hở, thậm chí ở cả nơi công cộng, Ngọc Trinh cho rằng cô có một hình thể đẹp nên được phép khoe thân, nhưng buổi chụp ảnh đầu tiên sau khi rời khỏi trại giam khiến nhiều người bất ngờ. Khác với quá khứ, Ngọc Trinh chọn trở lại với mạng xã hội bằng một bộ ảnh thanh xuân nhã nhặn. Cô diện mẫu váy dài trễ vai màu trắng, xõa tóc thẳng cùng với tông trang điểm ngọt ngào. Dù đã bước sang tuổi 34, Ngọc Trinh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, năng lượng không khác tuổi đôi mươi trước đó ngọc trinh cho biết hiện tại cô đang bắt nhịp lại với ống kính máy quay và buổi chụp hình diễn ra với tiết tấu chậm rãi từ từ trinh đang làm quen bắt nhịp lại với cuộc sống nên khi thực hiện bộ ảnh này trinh nói với stylist là làm phong cách nhẹ nhàng thôi chứ đừng quậy quậy hay sexy vì chưa có làm được nữ hoàng nội y chia sẻ khán giả nhận ra nữ hoàng nội y đã có nhiều thay đổi lớn kể từ sau khi trở về nhà cô thích nói về triết lý cuộc sống gửi gắm những thông điệp tích cực trong mỗi bài viết. Ngoài ra, chân dài quê Trà Vinh cũng tập trung cho công việc kinh doanh và không hứa hẹn ngày trở lại showbiz. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Ngọc Trinh được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, Ngọc Trinh mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho mình được hưởng mức án nhẹ nhất để trở về với gia đình. Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ngọc Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Ngọc Trinh chia sẻ. Ngọc Trinh sinh năm 1990. Cô được công chúng biết đến đông đảo với vai trò người mẫu, diễn viên, doanh nhân, chân dài từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011 và tham gia các bộ phim như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Mẹ Học Yêu, Chị Chị Em Em Hai. Trước đây, Ngọc Trinh nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo, thường xuyên để lộ ra thịt trên mạng xã hội. Mới đây, đại diện Tòa án Nhân dân quận 10 đã thông tin về việc giải quyết việc thi hành án hình phạt tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, tên thường gọi là Trang Nemo, Tòa án Nhân dân quận 10 cho biết đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Chan Nemo. Hôm qua 26 tháng 2, Chan Nemo cũng đã nhận được thông báo. Theo đó, Tòa án Nhân dân quận 10 đã không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án tù và đã có thông báo thi hành quyết định thi hành án đối với Chan Nemo. Đây là vụ án được dư luận quan tâm do bị cáo Chan Nemo là một người nổi tiếng trên mạng. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết. Chiều 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Chị Phạm Lệ Khanh bị Trang Nemo và nhân viên hành hung. Vụ án sau đó được công an khởi tố. Theo phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 9 năm 2023. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo Chan Nemo về tội gây dối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Chan Nemo có chỗ ở hiện tại ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10. Vì vậy, Tòa án Nhân dân quận 1 đã ủy thác cho Tòa án Nhân dân quận 10 để tiến hành các thủ tục ra quyết định thi hành án. Tính từ tháng 9 năm 2023 đến nay, 27 tháng 2 năm 2024, đã gần 6 tháng nhưng Chan Nemo vẫn chưa thi hành án 9 tháng tù theo diễn biến mà Tòa án Nhân dân quận 10 thông tin như sau. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, cha Nemo nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình. Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã có thông báo trả lời không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của người bị kết án Trang Nemo. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Trang Nemo có đơn khiếu nại đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với thông báo của tránh án Tòa án Nhân dân quận 10 về việc không chấp hành đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Trang Nemo và giữ nguyên thông báo của tránh án Tòa án Nhân dân quận 10. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Tòa án nhân dân quận 10 đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Trang Nemo đã nhận được thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù. Ngoài ra, theo phiên xét xử phúc thẩm tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang Phạm Quỳnh Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi, Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới, gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội, thông qua con cháu ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục, bà Lan chọn áo dài xanh còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó. Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35kg, một con lợn rừng hơn 5kg, 40 con gà, Tất cả đều được đem nướng trên than hồng rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang. Không chỉ vậy, ông còn thiết đãi con cháu họ hàng xóm làng, bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì. Ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì. Mình đãi tiệc cưới để chung vui, đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại, hôm sau ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẽn lẽn nắm tay chồng, bước lên xe hoa, người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường, ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo pháo giấy rợp trời, họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết, ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn. Ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích. Ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa, gia đình tôi từ nơi khác đến Nghĩa Đàn khai hoang. Vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1974, khi khất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặc, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách vơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại. Tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh, dù vậy, mọi người rất đoàn kết, vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch, là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng, ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò, gian khổ đã qua, con cái trưởng thành đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc